quý vị, chương trình Giao lộ thời gian do FPT Play sản xuất hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một bầu trời âm nhạc đầy sắc màu, và nơi đó không chỉ chúng ta gặp lại những thế hệ nghệ sĩ mà quý vị yêu thích thông qua những bản phối mới từ những ca khúc vốn đã rất quen thuộc với tất cả người nghe. Và điều quan trọng hơn, có hai thứ không hề tồn tại ở Giao lộ thời gian, đó chính là khoảng cách thế hệ và đặc biệt là giới hạn âm nhạc. Và bây giờ sẽ là món quà đầu tiên, sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ mà quý vị yêu mến. Một người được mệnh danh là nữ hoàng bolero và một người còn lại chính là thánh nữ bolero. Không biết quý vị có đoán ra là ai không? Xin mời hãy cùng đến với ca khúc đầu tiên nhé. Sao em vẫn còn trong trong ngông ngông bóng dáng anh trở về. Rơi rơi rồi mà sao em vẫn còn chơi với ngồi tay tay, tim em đau ngày đâu nào ai biết nhớ thương phải chăng để vơi, nhưng phút giây em để chắc anh đã lỡ quên rồi. Từng cơn mưa hắt đi bên đời sông thưa lắm khi nỗi lòng hôn ta nhớ mãi đi qua, nhớ con phố xưa vẫn thầm đầy chờ nhớ đôi vai ngoan em giữa trời mưa gió. Trời mưa lũ vẫn tiếng mùa xưa, ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Được vào tim em có con sóng, để tình anh sang bên xuân hoa mộng. Trái tim em muốn để lại đừng như thương cứ cho ngày vơi, những phút giây em để chắc anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vị, và đó là món quà âm nhạc đầu tiên từ Giao Lộ Thời Gian. Dạ, em xin chào chị Như Quỳnh, xin chào Giang My. Chào mừng mọi người đang cùng đến với Giao Lộ Thời Gian ạ. Xin chào em, một cô gái xinh xắn. Dạ, không biết là hôm nay là chị Như Quỳnh đến đây, ngoài món quà âm nhạc thì chị Như Quỳnh sẽ mang đến một tinh thần như thế nào cho ban nhạc và đặc biệt là nhạc sĩ Dương Cầm ạ? Đây, tất cả đằng sau chúng tôi và bên cạnh tôi toàn là những chàng trai cô gái rực lửa thôi. Cho nên là hôm nay tôi cũng sẽ rất là nóng lắm đây. Dạ. Thấy chị Như Quỳnh là thấy Tết rồi, vàng rực hoa mai, sắc xuân về muôn nơi. Còn Giang My như là một cánh đào lớt vớt, dạ, rất là dễ thương. Giang My ơi, dạ, hôm nay em được đứng cạnh thần tượng của mình, cảm xúc của em chắc hồi hộp lắm ha. Dạ chị ơi, thật sự luôn á là em đã rung từ lúc mà em nhận lời mời tham gia chương trình Giao Lộ Thời Gian rồi. Tại vì em biết là cô Như Quỳnh xong là bản thân em nói trời, sao có thể là như vậy, có thật không ta? Kiểu em là ôi, em cứ trong đầu em nói là trời, có thật không vậy? Tại vì em thần tượng cô từ rất là lâu rồi, và bản thân em những bài hát của cô em đã từng hát cover lại nữa. Cho nên là với em đây là một cái cơ hội rất là quý giá. Và em khi mà gặp cô xong rồi cô chỉ dạy em những lúc tập như thế nào nữa. Nói chung là bây giờ em đang cảm giác rất là sung sướng, và em nghĩ là em sẽ rất là sung để mà có thể cùng với cô gửi đến tất cả khán giả những bài hát trong chương trình Giao Lộ Thời Gian ngày hôm nay ạ. Dạ, cảm ơn cô, những lời chúc tốt đẹp nhất, và cảm ơn bạn. Dạ, Hà Trinh cảm ơn chị Như Quỳnh và cảm ơn Giang My đã nhận lời đến với chương trình. Bài hát Người Tình Mùa Đông lúc nãy đã gắn liền với hình ảnh của ca sĩ Như Quỳnh từ năm 1994 tới nay cũng gần 30 năm tuổi của bài hát này rồi. Còn bài hát tiếp theo mà Giang My thử thách á, cũng sẽ là một dấu ấn rất đặc biệt, em có thể giới thiệu đến cho mọi người không? Dạ, bài hát tiếp theo mà em gửi tặng đến tất cả mọi người cũng như là cô sẽ ngồi dưới lắng nghe con hát, bài hát của cô đó chính là bài Chuyện Hoa Sim ạ. Wow, một hân hạnh của cô, cảm ơn con đã còn con nhớ. Con rung lắm đây, nhưng mà con sẽ cố gắng. Không rung, dạ, không rung, cố lên, cố gắng thì tốt nha, và dạ, tin tưởng vào nhạc sĩ Dương Cầm cùng ban nhạc nhé. Đúng vậy. Dạ, bây giờ sân khấu này xin nhường lại cho Giang My và Chuyện Hoa Sim, thưa quý vị. Thank you.
chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thương ngày qua những đôi hoa xiêm, thấy cành Trang My vừa hoàn thành thử thách của mình là mình đổi hit với ca khúc Chuyện Hoa Sim. Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Cảm xúc của em là nãy giờ em đang sống trong bài hát Chuyện Hoa Sim, nhưng mà em vẫn luôn nhìn xuống dưới với cô. Tại vì giống như là cô tiếp cái năng lượng rất là lớn cho em á, khi mà nhìn cô xong rồi cô cũng hát theo vô vương với em, nên là em cảm thấy mình rất là tự tin để mà có thể trình bày thật tốt bài hát Chuyện Hoa Sim này. Không biết là cô thấy con hát bài này như thế nào thì mình xuống đây mình nói chuyện, mình đến gần hơn với cô Như Quỳnh đi. Dạ. Bài hát của em ngọt ngào dễ thương quá, nhưng mà không biết là chính chủ nè, là cô Như Quỳnh cảm thấy như thế nào ạ? Phải nói là thật sự với Trinh, Hà Trinh là coi như là cô bé này thì quá là giọng nó như suối chảy vậy đó. Rất là trong, trong veo mà lúc nào cũng mượt mà, hát cảm thấy rất nhẹ nhàng, không hề có một cái điều gì mà cảm thấy khó khăn khi chuyển tải ca khúc này. Và phải nói là cô rất là cũng, cô cũng là một trong những người mê giọng hát của con, chắc cũng một lâu rồi. Dạ. Từ lúc con vừa mới ra con đệm guitar con dạ, hát con nhớ con không? Guitar, con hát đúng rồi không? Xong rồi con có cover bài hát Dương Phận của cô nữa. Dạ. Cô không ngờ là có một giọng hát mà phải nói là như thiên thần, mình nói là như thiên thần, không biết như vậy có sai không Trinh hả? Trinh nghĩ là mọi cảm nhận đều đúng. Dưới góc nhìn của người nghe thì cái cảm giác mà một cô gái nhỏ xíu như thế này chảy một cái dòng chảy âm nhạc vào thẳng vào trái tim mình, và lập tức không biết là chị Như Quỳnh có cảm nhận giống Trinh không, nhưng mà Trinh hình dung được ngày xưa một cô gái nhỏ như thế đã chờ đợi cô đơn như thế nào trên đồi hoa sim với một cái người đi chinh chiến không biết chừng nào về, và làm cho mình cũng rưng rưng nước mắt luôn. Mình nói cô ấy có một giọng ca trong trẻo, nhưng mà trong cái trong trẻo đó vẫn có sự sâu lắng của một câu chuyện được tưởng tượng ra, hoặc là một câu chuyện có thật từ nhạc sĩ Anh Bằng. Mà Trinh nghe nói là ca khúc này 30 mấy năm trước là được viết riêng dành cho chị Như Quỳnh đúng không ạ? Cảm ơn Trinh và cảm ơn tất cả các bạn bè thương mến vẫn còn nhớ dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng. Và quả thật là như vậy, ca khúc này may mắn là Như Quỳnh đã được hát do ông sáng tác lần đầu tiên. Khi đó thì chắc là quý vị khán giả đã cùng đắm chìm và nghe đi nghe lại bài hát này rất là nhiều lần. Riêng là chị Như Quỳnh đi diễn nhiều lần như vậy á, mỗi lần là cảm xúc nó khác nhau hay là cũng sẽ cùng đắm chìm trong một vùng không gian đó? Thật ra là đắm chìm vào cảm xúc thì nhiều hơn. Và đôi khi cái cảm xúc nó cũng bất chừng lắm. Đôi lúc thì mình hát ở một cái đoạn verse, cái đoạn thứ hai, cái đoạn thứ ba, thì đôi khi nó có cái cảm xúc nó không có được giống như nhau. Và thậm chí đôi khi cô còn khóc nữa cơ. Dạ. Đôi khi hát và tưởng tượng mình như là cái cô mình đang trong câu chuyện đúng không? Rồi dạ. Đúng rồi, cho nên là bây giờ nghe con hát về thì cô nhớ cái thời lúc mà cô còn đứng trên sân khấu, cô hát cô cũng cũng nhẹ nhàng như con, chứ cô không còn như bây giờ như là rất con thấy là, bây giờ cô cũng rất là con rất là ngây thơ trong sáng.
Hồi nãy là Giang My đổi hit của chị Như Quỳnh rồi. Bây giờ thì xin mời chị Như Quỳnh sẽ cùng thử nghiệm bài hát Nhớ Thương Làm Chi, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng, và đặc biệt là với bản phối của nhạc sĩ Dương Cầm, xem là mình thử thách giới hạn của bản thân như thế nào. Chị Như Quỳnh thấy sao? Giới hạn là cái chắc rồi đấy. Trời run quá đi mất. Cầm như thế nào đây Cầm? Cứ lên thôi anh Cầm nói, bây giờ mời cô bé này lên đứng cùng để cho nó có năng lượng được không? Dạ được. Dạ, được. Con luôn sẵn sàng đứng bên cạnh cô. Rồi. Dạ. Thưa quý vị, và quý vị sẽ là ca khúc Nhớ Thương Làm Chi, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng với sự thể hiện đổi hit của ca sĩ Như Quỳnh. Người ra đi, người ra đi, ngồi nơi đây nhớ thương làm gì, anh chẳng quay lại nữa đâu, nhớ thương làm chi. Sau bao nhiêu năm ta cùng bên nhau, ngỡ đâu tình yêu sẽ bền lâu. Sorry nhưng em đã không giữ anh lại, bởi chính em nhận ra mình không.
vị, đó là phần song ca là mới hit của ca sĩ Giang My, đến từ sự kết hợp giữa ca sĩ Như Quỳnh và Giang My, một không gian rất là mới lạ trong âm nhạc. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại trò chuyện cùng hai cô cháu ạ. Dạ, không biết là chị Như Quỳnh thấy bài hit của Giang My như thế nào? Đây là tâm huyết của cô ấy trong năm 2021, làm hảo một MV rất là dễ thương ạ. Phải nói là tâm huyết là đúng nhất đó. Bởi vì khi mà nhận được ca khúc này mà hai cô cháu phải hát chung, mà bài hát này phải nói là thật sự rất dễ nhớ nha. Mới đầu Như Quỳnh nghĩ là rất là khó, nhưng mà cái giai điệu khúc đúng không cô? Đúng dạ. Người ra đi, người ra đi, dễ thương quá đi. Cho nên là nếu mai mốt mà cô mà dùng bài này đó, cô hát chung với con hoặc là cô hát riêng thì cho cô trời hát cái này thì được trách hạnh cho con đúng không? Mỗi điệu cha 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 cô. Dạ. Rồi em gan chứ, vậy em đổi qua bài hát này qua điệu cha 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 luôn hả? Rồi em đổi sao, hát thử nếu đi nha. Nếu như mà xem. Cô muốn là em sẵn sàng luôn. Dạ. Chỉ cần cô muốn thôi. Dạ. Em có thích phần kết hợp vừa rồi không? Tại vì ban đầu á là chương trình nói là chỉ có cô hát bài này của em thôi, nhưng mà khi mà cô mời em lên hát chung với cô nữa thì trời ơi, em nói được wow, bài hát mình hát rồi mà còn được hát chung với cô nữa thì phải nói là rất là hạnh phúc luôn. Và vừa rồi thì em với cô kết hợp với nhau cũng rất là bất ngờ đúng không cô? Nhưng cũng khá mà là bất ngờ. Dạ, nhưng mà rất là suôn sẻ. Và chị Trinh thấy như thế nào? Trinh thấy là thử thách trong thử thách. Dạ đúng rồi, mình phải luôn trong cái tâm thế là mình tưởng mình đến đây mình chỉ hát như vậy thôi, dạ, nhưng sau đó mình phải phá bỏ giới hạn vì chương trình là luôn luôn nới ra thật là nhiều những cái biên độ cho mình thử thách. Mà riêng là ca khúc vừa rồi á, là một cái sự kết hợp mà fan của Giang My sẽ rất là bất ngờ, và fan của chị Như Quỳnh cũng thấy ô, Như Quỳnh đã bứt phá một giới hạn mới khi mà bài hát tuổi teen như vậy á, rất là dễ thương nhưng mà vẫn nồng nàn da diết ngọt ngào. Và không biết là phần thử thách tiếp theo sẽ như thế nào đây. Giang My chờ đợi. Dạ, mình phải chờ đợi đây. Cô bé này nhiều tài năng quá chứ nè. Hay là chị Như Quỳnh nhớ lại xem có bài hát nào làm khó được Giang My đi. Bài nào cũng rình rang, dễ thương nhưng mà vẫn phải cần có một chút kỹ thuật. Vậy hả? Ừ. Cô khó vừa thôi nha cô. Không không. Dạ. Cô thì cũng không nghĩ là cô làm khó con được đâu. Bởi vì con rất thông minh. Như cô vừa nói với chị Hà Trinh là con thì giỏi lắm. Cho nên là thôi, cô đang trông đợi một cái tiết mục mà cô nghĩ là Trinh nhỉ, bây giờ mình làm khó cô bé được không ta? Bài nó về mùa gọi là Tết, mà Tết Trung Thu được không? À, mùa đoàn viên, thế thì hay quá. Mùa đoàn viên, Tết bài Trung Thu được không? Cô, để con đoán thử nha cô. Không phải là bài Em Đi Xem Hội Trăng Rằm đúng không rồi, cô? Đúng rồi. Thế thì còn chần chừ gì nữa. Vâng. Xin mời quý vị sẽ cùng Giang My đi xem hội trăng rằm nhé. Ca khúc này sẽ rất là rình rang đoàn viên đây ạ. Xin mời.
kia ban nhạc rất là nhiều bài hát hoàn toàn mới, thật sự là thử thách với em rất là lớn luôn. Nhưng mà không biết là cô như thế nào, chắc là mình đi xuống dưới hỏi cô xem là nghe giọng hát của em về bài hát này như thế nào. Cô dưới đây mà dạ. Cô không phải là ngồi nghiêng nữa mà cô quay cả vòng đấy. Bởi vì cô thấy rộn ràng và nhộn nhịp. Cứ nhớ tới cái lúc mà mình còn bé mà tay được dạ. cầm cái đèn trung thu dạ. đi đón Tết với các bạn. Con hát dễ thương quá đi, như là cô tiên vậy đó. Nhưng mà bây giờ khán giả mà không có cô này còn xinh hơn là người dance nó nhảy. Nhưng mà chị Như Quỳnh thấy là Giang Mi giống chị Hằng hơn giống bé Thỏ Ngọc. Đều rất là dễ thương. Đều rất là dễ thương. Chắc dạ. là Thỏ Ngọc đi dễ thương. Thỏ Ngọc còn xinh, còn hồn nhiên lắm. Cô Tiên là còn... Cô Tiên là... Cô Tiên là cô. Không có. Cô Tiên là con, chị con vừa nói cô Tiên, nguyên cả ban nhạc cười. Và bây giờ sẽ là một thử thách nho nhỏ nữa cho hai cô cháu. Dạ. Ở trên màn hình LED sẽ hiện ra một lời bài hát. Có thể quen, có thể lạ. Dạ. Đó có thể là bài tủ của Giang Mi. Cũng có thể là một bài hit của chị Như Quỳnh. Nhưng mà điều quan trọng là mình phải biến những giai điệu đó trở nên quen thuộc với thính giác của quý vị khán giả. Có nghĩa là bài đó lạ quá thì mình tự ứng biến luôn, ứng tác thành một giai điệu mới luôn. Nhưng mà nếu mình biết bài đó, mình có thể hát theo. Dạ. Giang My có vẻ ngờ ngợ đúng không? Nói chung là em ngay từ đầu thì em đã cảm giác là mình phải chấp nhận hết tất cả thử thách đến từ chương trình rồi đúng không cô? Cô lại cứ con chấp nhận thử thách sự thương đau nữa. Ban nhạc chắc là thương đau lắm hả? Ban nhạc là thích nhất phần thử thách này nè. Tại vì một bài hát đang lạ lạ biến thành một bài hát quen quen, rồi tự nhiên bài hát quen quen cũng ra 2-3 phiên bản lạ. Đây, xin mời thử thách đầu tiên dành cho Giang My, bởi vì đây là một lời hát rất quen thuộc cho bài hát của chị Như Quỳnh. Em thấy bài hát này sẽ được phối như thế nào? Sẽ ứng biến lại đúng không chị? Mình cứ ứng biến lại xong rồi anh cầm sẽ hỗ trợ em đúng không anh? Đúng rồi. Vậy thì bây giờ con xin phép cô, con cứ feel theo cái cảm xúc của con. Đây, sân khấu, sân chơi là của con đó. Cảm xúc của con. Con cứ tự nhiên. Anh còn nhớ hay quên trên phố chiều đông người, tay tìm lấy tay nhau bâng khuâng lời xa từ người xa người, tim còn đau ta đã hẹn lần sau. Thổn thức quá à. Hoàn toàn bất ngờ. Cô hát là bản gốc của cô đi cô. Trời chứ ơi. Con cứ feel cho nó mới lạ. Ôi trời ơi, cái này là cô phải nói là cô ngồi cô sửng sốt. Sửng sốt và cô ngồi cô đứng hình luôn đây nè. Bởi vì hoàn toàn là một cái giai điệu và một cái màu sắc hoàn toàn mới. Bây giờ đến lượt mình hả? Dạ đúng rồi cô. Ban nhạc đừng ngơ ngác nha. Anh còn nhớ hay quên trên phố chiều đông người, tay tìm lấy tay nhau bâng khuâng lời dạ từ người xa người, tim con đau ta đã hẹn lần sau. Đúng là một nỗi buồn sâu đậm hơn da diết. Nhưng mà âm nhạc luôn có phép màu, sẽ có cách để chúng ta diễn đạt được nỗi lòng của mình bằng những giai điệu và những nốt nhạc thăng trầm. Vậy thì bây giờ mình đến với thử thách từ phía Giang My dành cho chị Như Quỳnh nhé. Xin mời lời bài hát ạ. Chị Như Quỳnh xem là... Đừng nhìn tôi như thế nhé. Giai điệu này mình vô cái tông nào là hợp ạ? Cái này là chết tôi đấy. Đừng tin em mạnh mẽ, giờ em cảm thấy rất tệ. Đừng vô tâm hỏi thăm, gần đây hình như thấy em vui hơn. Chẳng một ai tuyệt đối, chỉ là đang giấu nỗi buồn từ lâu.
càng làm chất chứa tổn thương, tổn thương thêm sâu. Ôi chị ơi, em không nhớ bản gốc của em nữa. Đang buồn nghe là khóc luôn đó. Nó buồn da diết mà nghe nó rất là sâu lắng luôn. Thôi sang mi em thử nhá mấy câu xem có cái bài gốc của nó giai điệu như nào. Bài gốc của nhẹ em nhẹ thôi. Bài gốc của em nhanh cầm. Dạ. Đừng tin em mạnh mẽ, giờ em cảm thấy rất tệ. Đừng vô tâm hỏi thăm, gần đây hình như thấy em vui hơn. Chẳng một ai tuyệt đối, chỉ là đang giấu nỗi buồn từ lâu, càng làm chất chứa tổn thương thêm sâu. Đúng là tình yêu của tuổi trẻ và cái nỗi lòng sự đau đớn. Dạ. Nó có cái gì đó nó rất là cũng đau buồn nhưng mà rất là hồn nhiên đó chứ không phải là sự đau đớn tột cùng như cô vừa hát vừa rồi. Đau đớn của tuổi trẻ. Thêm một thử thách cuối cùng nữa. Dạ. Nha mọi người. Dạ, xin mời lời bài hát ạ. Hôm nay là sao mà thử thách nhiều thế nhỉ. Bài này là của chị Như Quỳnh này, Đừng Thương Tiếc Chi Anh nè, Chuyện Hai Chúng Mình Là Giấc Mơ Trong Cuộc Đời. Xin mời Giang Mi trổ tài. Rất là quen với em luôn. Em đọc lời hồi tự nhiên em ra được giai điệu luôn đó. Đường trần mồ côi, tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Đúng rồi Giang Mi, chính là bài đó. Tình mình chết như lá hoa thu rơi. Còn hát xong rồi cô thấy là đường trần mồ côi, tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đừng thương tiếc chi anh, chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời. Tình mình này chết như lá hoa thu rơi. Đường trần mồ côi, tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên ai. Wow, trời ơi, rớt trái tim ra ngoài luôn. Tôi nhặt lại được. Trời ơi, con hát làm cô rơi rụng luôn đó con. Em cảm thấy em rất là may mắn khi mà được tham gia chương trình Giao Lộ Thời Gian, và hơn nữa là có cô. Tại vì bản thân em là em rất là thích học hỏi, mà khi mà ngay từ những ngày đầu mà em nghe có cô rồi thì mình cũng chuẩn bị tinh thần là mình làm thế nào để mà có thể kết nối với cô được tốt nhất có thể, để làm sao mà cho bài hát của hai cô cháu hát gửi tặng đến khán giả cho nó tròn trịa nhất. Khi gặp cô xong rồi cô chỉ dạy cho em, rồi xong rồi em cảm thấy là mình rất là vui và may mắn, và em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa với những gì cô đã dạy em. Con đang được rất các bạn thương yêu. Và cô chúc con được nhiều fan, nhiều fan hơn nữa khắp nơi trên thế giới luôn, đúng không phải hả Trinh? Dạ, khi mà thấy năng lượng của hai cô cháu như thế này á, Hà Trinh cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì á, Hà Trinh tin là thử thách của chương trình á, ngày càng mình nâng trình lên là để cho sự kết nối, sự thấu hiểu nhau được hình thành. Và từ đó mình sẽ thấy là đôi khi bài hát mở đầu song ca có thể hơi bỡ ngỡ, hơi ngượng ngùng. Nhưng mà đến cái bài này nè, mình hát cùng với nhau một bản song ca trước khi mình bước qua phần tiếp theo của chương trình á, sẽ là cái sự kết nối rất ngọt ngào và một năng lượng rất khác. Ngay bây giờ, nếu mà quý vị khán giả không tin thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo, cũng là một bản song ca vô cùng dễ thương thú vị từ ca sĩ Giang Mi, và đặc biệt đó là nữ hoàng nhạc bolero ca sĩ Như Quỳnh. Mình không dám nhận chữ nữ hoàng, nó ca sĩ là được rồi. Xin cảm ơn Hà Trinh rất nhiều. Em mời nhạc sĩ Dương Cầm và xin mời ban nhạc và xin mời ca sĩ Như Quỳnh cùng Giang Mi ạ.
tháng đã dần qua. Chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vắng, ngày ngày ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng. Lệ buồn đêm khuya thức trắng, chiều chiều nhìn theo ánh nắng, lời thề ước với anh chàng. Tình là tình cô đơn tái tê gió lạnh mùa đông, ngọn đèn dầu chiết bóng nơi cô phòng. Có một lần chỉ bên đưa tin con đò sang sông, ngồi mất em chờ sầu thương đã lỡ trách chi duyên tình giang dở. Đời người con gái chỉ có một lần ước mơ, nào ngờ tình duyên trắng trở, tình đẹp là tình bơ vơ chờ. Song ca rất là tuyệt vời, bởi vì ca khúc Chờ Người này đã làm thổn thức trái tim của người hâm mộ bao nhiêu năm nay rồi. Mà nhắc đến chặng đường phát triển âm nhạc thì chắc chắn là lúc này cũng phải nhờ chị Như Quỳnh chia sẻ về cảm xúc của mình đó. Khi mà nhìn thấy chính mình từ Giang Mi, một cô gái lúc nào cũng trang bị cho gương mặt mình những năng lượng tươi và trong trẻo nhất, vì cô ấy biết là chặng đường phía trước dù có khó khăn bao nhiêu, chỉ cần chúng ta giữ lòng tin, giữ tình yêu và ngọn lửa đam mê trong trái tim mình là vượt qua hết được, phải không Giang Mi? Dạ đúng rồi, bản thân em thì ban đầu khi mà đến với nghệ thuật thì nó cũng có rất là nhiều bỡ ngỡ. Thật sự là ngày hôm nay con cũng chia sẻ với cô, với chị Trinh luôn là
Nói chung là ban đầu thì con không nghĩ là mình sẽ theo nghệ thuật, nhưng mà khi càng ngày càng vô sâu hơn, và con ban đầu khi mà con bén duyên với nghệ thuật á, thì xong thì con mới thấy là con đam mê nó nhiều hơn và con muốn sống với nó nhiều hơn nữa. Dạ. Chắc có lẽ là mình nói là ông bà hay là trời sinh ra là Trang Bi là phải vậy. Nếu mà con mà không theo ngành nghề chắc cô tiếc lắm. Thật đó. Hồi xưa là Trang Bi em ở vùng nào? À, quê em là ở Cà Mau ạ. Sau đó là lúc đó em mấy tuổi là em lên thành phố? Em năm cuối năm em 18 tuổi là em lên Sài Gòn để mà làm việc. À. Chứ chưa có định là sẽ theo con đường nghệ thuật. Thì lúc sau đó em làm gì? Em làm trong công ty của bố mẹ nuôi em trên này. Làm về may mặc rồi vải vóc rồi chị. Thì em cũng rất là thích về vải, may vá nữa. Cho nên là cũng có học hỏi. Nhưng mà sau đó thì lại có cái duyên để mà mọi người nghe em hát. Thì mọi người nói ôi tại sao không thử đi học hát đi, mà lại làm việc ở trong công ty ổn vậy. Thì em mới nói là cũng thích nhưng mà nó hơi xa vời quá. Tại vì thật sự là bản thân gia đình em không có ai làm trong nghệ thuật hết. Mình thấy nó xa vời quá. Nhưng mà thôi thì cứ thử xem như thế nào. Thì khi mà thử thì may mắn đến. Nên là may mắn đã mỉm cười với em. Dạ, nên là em cũng giữ nuôi cái ước mơ đó của em. Và đến thời điểm hiện tại thì em vẫn đang nuôi dưỡng nó mỗi ngày. Dạ, và may mắn cũng đã mỉm cười với chị Như Quỳnh á. Bởi vì em nhớ là những năm đầu thập niên 90 á, đây là giọng hát quán quân của cuộc thi tiếng hát truyền hình. Và kết quả năm đó là tuyệt đối. Dường như là chưa ai phá được kỷ lục đó phải không chị? Cảm ơn Hà Trinh, như thật sự cái đó là cũng là cái may mắn thôi. Và đó là cuộc thi đầu tiên, chắc có lẽ là điều lệ nó vẫn còn rất là dễ dàng, cho nên là Như Quỳnh mới được may mắn như vậy. Dạ. Không biết là chắc là có nhớ hình ảnh của chị Như Quỳnh những cái ngày đầu mà mây và tóc em bay trong chiều gió lộng. Nhìn cô rất là nhí nhảnh và dễ thương lúc đó. Còn có xem những cái đoạn clip đó cô. Bây giờ cô nhìn con, cô sẽ lấy thêm một chút xíu năng lượng trẻ trung của con để mà cô có thể dung hòa được với những ca khúc mà hiện nay cô trình diễn. Còn giờ phút này thì thôi cứ cảm ơn đi. Cảm ơn tất cả và đã cho mình có cái cơ hội để mình tiến gần với bộ môn nghệ thuật. Và Như Quỳnh vẫn cứ học hỏi mãi đó thôi mà không bao giờ cảm thấy đủ cả. Âm nhạc giống như là mặt trăng sáng ở trên cao kia. Ở trong cái đêm đen nhất á, thì vẫn luôn tỏa ra ánh sáng dịu dàng khiến cho người ta tin tưởng. Và Trinh tin là chỉ cần còn hy vọng thôi thì mọi điều sẽ được thắp sáng. Giống như cách mà Trang My nỗ lực từng ngày trong con đường âm nhạc của mình, và cách mà ca sĩ Như Quỳnh đã khiến cho trái tim của người hâm mộ không ngừng thổn thức. Và họ vượt qua tất cả những trúc trắc trong cuộc sống để mà hướng tới một ngày đẹp hơn, yêu người, yêu nghề hơn. Cảm ơn chị rất nhiều. Và thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với phần mà quý vị đang mong đợi nhất, đó là những ca khúc hit vượt thời gian. Và xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe giọng ca ngọt ngào duyên dáng của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Tìm anh chiều hẹn hò, cho nhau niềm vui cuối tuần. Vì hơn mấy lần vắng anh trời kinh đô, nghe sao duyên bước cô đơn. Ai quên ai khi bàn tay chót nằm trong lòng tay rồi. Mộng xưa khó thành, biết nhau chiều hôm nay, xin nhớ mãi về sau này. Ghi vào đời hình bóng một người, đôi lúc chăm mơ dày khua lối ngõ, tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly. Khuất nẻo người đi,
xa biệt kinh thành. Mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần, có tôi đợi trông anh khi phố cũ vừa lên. Vừa rồi là ca khúc Chiều Cuối Tuần sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương. Và trong một cái không khí như thế này, chắc có lẽ là Như Quỳnh cũng mong mọi người cùng với Như Quỳnh một lần nữa lắng nghe một trong những ca khúc mà Như Quỳnh đã được thâu và sẽ hát cho mọi người, và đặc biệt cho tất cả các fan và fan của Gia Trang Ni, của Hà Trinh và của Như Quỳnh nữa. Bài hát được mang tên Trăng Về Thôn Giả. Nhau ước về
đom đóm bay quanh trên ao bèo xa, khi bao người dịu dịu giấc nam kha, mộng chiên miên say sưa dưới mái vàng, ánh trăng cuốn chim vào rặng tre cuối. Vừa rồi là những ca khúc, những tình khúc hit vượt thời gian gắn liền với dấu ấn của ca sĩ Như Quỳnh. Và giọng ca ngọt ngào, đầm thắm, dịu dàng đầy nữ tính đó lúc nào cũng làm trái tim người nghe thổn thức. Và có lẽ là phải kết nối lại với Giang My, cô gái có đôi mắt lấp lánh nãy giờ dõi theo chị Như Quỳnh nè. Dạ. Ôi, nói thật luôn là nãy giờ em cứ say mê cô trình diễn. Mà chị biết không, em đang có cái cảm xúc là khi mà cô cười á là em sẽ cười theo cô, rồi cô hát những cái giai điệu vui tươi cũng có, mà khi mà có sâu lắng thì cái độ sâu lắng nó như là nó ngọt ngào đến mức như rớt mặt tim mình ấy chị. Chỉ có cái cảm em giác có đó. Thấy là những cái bộ động tác, dạ, đúng mà rồi, chị Như Quỳnh làm rất là, dạ, dấu ấn luôn á, nhẹ nhàng nhưng mà rất là cuốn theo ngôn ngữ, dạ, của tụi rồi. Mình đó là mình để ý nha, cô buồn cô nhìn xuống cũng đẹp, dạ, mà cô nhìn lên cô liếc mắt long lanh cũng đẹp, xong rồi cô vuốt tóc nhẹ cũng đẹp, sao mà cái khuôn hình mà nhìn ở góc nào cũng đẹp hết. Cô có bí quyết gì không cô? Hà Trinh với lại con khen cô rồi, cô ngưỡng lắm rồi, giờ cô không biết nói gì luôn đó. Bởi vì chỉ muốn là mình được hát cho trọn vẹn và hát đúng những gì mà người nhạc sĩ gửi gắm, cũng như là tất cả những bạn bè và các fan thương yêu mình. Đương nhiên nó sẽ có những cái lỗi chứ, nhưng mà thôi thì cứ cố gắng hết khả năng của mình đi, thì hy vọng thì mọi người sẽ thấu hiểu và thương cho sự trình diễn của mình. Dạ, chắc chắn rồi. Và Giang My đã sẵn sàng chưa cho hành trình tiếp theo của chương này? Em sẽ trình diễn những ca khúc mà đã gắn liền với tên của Giang My. À, dạ em rất là sẵn sàng rồi chị. Nãy giờ thì em cũng thấy, khi mà thấy cô trình diễn xong thì em cũng rất là nôn nao trình diễn bài hát của mình. Và sau đây thì em sẽ dành tặng đến tất cả mọi người, cũng như là xin phép cô gửi tặng cô bài hát Danh Phận của nhạc sĩ Thiện Ngôn. Dạ. Wow. Xin mời Giang My. Sang sông lòng trọng con vẫn vương, bao nhiêu ta vương người vào lan khói sương.
khó thương em không người ơi, có đau khi ta lìa đôi. Sao nỡ lấy tôn mi ấy gửi tặng người đến sau. Thương nhau bao lâu chờ mong ngày kết duyên, cho nhau hai danh phận cả đời vẫn ở bên. Cớ sao duyên kia mong manh, chúng ta hóa thành người dưng. Hoa héo hắt như muốn khóc chuyện tình của chúng ta. Đời giọt mây trôi, người mình thương đã thương ai. Nhìn cảnh mưa rơi, lòng nơi đâu thắt anh ai. Là mối duyên ta chọn, sao nỡ lấy đi vội. Nên những nỗi nhớ, em chỉ biết gửi vào mây gió trôi. Và tiếp theo chương trình thì sẽ là một bài hát khá là quen thuộc,
không phải nói khá là quen thuộc mà là rất là quen thuộc luôn. Bài hát này cũng đã rất là lâu rồi con mới hát lại, và con cũng xin phép cô là con sẽ hát bài hát này cho cô nghe cũng như chị Trinh và tất cả mọi người. Đó chính là bài hát Phượng Buồn của nhạc sĩ Thanh Sơn. Xin mời mọi người cùng lắng nghe ạ. Những tình khúc bolero được Giang My thể hiện cũng là những tình khúc vượt thời gian mà quý vị yêu mến. Chúng ta hãy cùng quay trở lại buổi trò chuyện ngày hôm nay để tìm hiểu thêm về sự liên kết và nguồn năng lượng chung để đến với con đường yêu âm nhạc bền bỉ của cả hai cô cháu. Đầu tiên là Giang My đi. Có phải là Giang My là nickname mà em đã tự lựa chọn cho con đường này không?
À, dạ đúng rồi chị. Tại vì tên thật của em là tên Bùi Bảo Trang. Nhưng mà Trang là Giang Mi cũng là từ chữ Trang hả? Dạ, nó cũng có cái sự kết nối nhẹ nhẹ ở đó. Tại vì trước đó thì em có khoảng thời gian là em học tiếng Hàn. Thì sau này con có học tiếng Hàn đó cô. Nên là em cũng tìm một cái tên để mà dễ gọi á. Tại vì thường người Hàn người ta gọi sẽ chữ Bảo có dấu hỏi gì hơi khó. Nên là tìm một cái tên làm sao để tương đồng với cái tên của em. Và nó cũng có ý nghĩa nữa. Thì Trang Mi có nghĩa là hoa hồng cô ạ. Dạ. Thì nó cũng rồi, em chào thử kiểu hoa hậu xem. Hoa hồng chỉ nghe là hoa hậu đó em à. Ủa cô bé này giống hoa khôi hơn, dễ thương. Hoa hồng Trang Mi. Dạ. Đúng như là cái dạ. tên ha. Người cũng như tên vậy đó. Còn chị Quỳnh có phải là từ đó Hoa Quỳnh không ạ? Cái biệt danh đó, nghệ danh đó. À, mình thật sự là tên là Quỳnh Như. Quỳnh Như. Nhưng vì lý do khi mà mình xa quê thì cũng bị trùng tên với một cô là cô là lớn tuổi rồi, nhưng mà cô là vừa ngâm thơ vừa hát về cũng nhạc bolero đó, là cô cũng tên là Quỳnh Như, cho nên là vì lý do đó cho nên là trung tâm đã đổi và gia đình đã đổi tên thành cho mình là Như Quỳnh. Và cái tên đó cũng là cái tên yêu thương của quý vị khán giả đã đặt trong tim suốt bao nhiêu năm qua. Và nói về những ca khúc làm nên tên tuổi của các tình khúc bolero, đặc biệt là tên tuổi của ca sĩ Như Quỳnh, thì không thể nào thiếu được một ca khúc được nhạc sĩ Thái Thịnh đặt tâm huyết viết vào năm 2007, mà tới bây giờ vẫn là top các ca khúc được cover nhiều nhất. Thì đố Trang Mi là ca khúc nào? Em nghĩ là câu đố này là quá dễ với em rồi. Đó là bài hát Duyên Phận đúng không chị? Dạ, vậy chị đoán luôn nè. Dạ. Bây giờ mình đố câu hỏi này để cho nữ ca sĩ Như Quỳnh đoán nha. Là bài hát này chắc chắn là không ai vượt qua được Như Quỳnh rồi. Nhưng mà đố chị Như Quỳnh đoán được xem là Trang Mi khi mà cover ca khúc này được bao nhiêu người xem ở trên YouTube ạ? Chà, cái này mình là người như chắc là cũng hơi bị đi đằng sau người tiền sử đó. Nhưng mà cũng biết được chút là cô bé này khi mà mới cover cái bài hát đúng không? Là trên cả bao nhiêu triệu view. Nhiều triệu view là nhiều triệu đúng view rồi. Dạ. Đó thì là, đó là lần đầu mình xem đó là wow, cô bé này có chất giọng đẹp quá như thiên thần vậy. Và có xem lướt qua thì đã trên 1 triệu view. Lúc đó là đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm rồi con hả? Lâu dạ, lắm rồi. Dạ, lâu rồi. Thì con, nếu như với thời điểm bây giờ thì chắc chắn làm sao nó dừng ngay cái mốc đó nữa. Nó phải hơn nhiều chứ, đúng không? Cái bài hát đó cũng là một cái bài hát kỷ niệm khá là nhiều với con. Tại vì khi mà con có lần thì con tham gia cuộc thi, thì con có hát bài hát đó một đoạn câu đầu tiên thôi cô, nhưng mà không may mắn không được vào sâu vào trong. Lúc đó có thể là con nghĩ là do con còn chưa có kinh nghiệm hay là chưa có cái gì nhiều về âm nhạc á, mình chưa biết nhiều nên là cũng chưa may mắn lắm. Thì sau đó con mới quyết định là mình sẽ học nhiều hơn, rồi mình sẽ cover lại bài hát đó trên YouTube của con. Thì xong thì rất là may mắn được cái hiệu ứng tốt, là mọi người yêu thương cũng lắng nghe nhiều. Và đến thời điểm hiện tại thì em không nhớ chính xác nha, nhưng mà tầm 30 triệu hơn 30 triệu view lúc cái khoảng thời gian đó. Khi mà nãy giờ các chị em nói chuyện với nhau thì chắc là quý vị khán giả đã đoán được đây là ca khúc Duyên Phận mà nhạc sĩ Thái Thịnh đã viết năm 2007 dành riêng cho ca sĩ Như Quỳnh. Và ca khúc này đã được rất là nhiều người cover. Riêng Trang Mi đạt được con số rất là ấn tượng là hơn 30 triệu view rồi. Và em nghĩ thành công đặc biệt đã tạo nên sức nóng của ca khúc Duyên Phận là gì? Thật ra thì em cũng không có nghĩ là mình hát hay hay là giỏi gì nhiều đâu. Tại vì em nghĩ là bản thân em chỉ thấy là mình thể hiện những cái gì mà mình có thôi. Và em nghĩ là nếu như mà may mắn thì được cái sự cảm nhận đó của mọi người, được cái sự đón nhận của mọi người. Còn để mà chi tiết hơn thì chắc là em phải hỏi cô và mọi người thì mới biết được. Dạ. Tại sao ca khúc Duyên Phận luôn hot vậy ạ? Nghĩa là người phụ nữ khi mà có một tâm tư nào đó hơi chênh chao trong tình cảm, họ cứ nghe bài hát này là họ cảm nhận được chính mình. Điều gì trong ca khúc này lại cuốn hút như vậy ạ? Mình có thể là mình hơi tâm đắc cái câu cuối của bài là bước qua dòng sông, hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn yêu ai có được không? Một câu hỏi rất là dễ thương, dù đau khổ nhưng mà
nó nói nó chất chứa rất là nhiều cái tâm tư và cái nỗi niềm của một người con gái khi gọi là đi theo con thuyền tình đó, đang bước lên trên con thuyền tình đó, thì nó trông trên và nó sẽ như thế nào. Thì với con thì con nghĩ ra làm sao? Con thì khi mà con thể hiện cái ca khúc Duyên Phận đó thì bản thân con thấy là tại vì đúng như là chưa yêu lần nào biết ra làm sao. Con thì với cái câu nói đó, tại vì con chưa có sự trải nghiệm nhiều, con chưa có tình yêu nhiều, thì mình không biết là cái thời gian sắp tới của mình, cái tình yêu sắp đến của mình nó sẽ như thế nào, và liệu là nó có được may mắn là hạnh phúc hay không, hay là đau khổ hay không, hay là như thế nào đó. Thì có một phần tự sự trong cái bài hát đó thì nó cũng làm cho con mang một cái tâm lý là à, đây là những cái điều mà cô gái cần phải có và mình thấy được mình đâu đó trong đó, nên là con cũng rất là muốn thể hiện cái bài hát đó ngay lúc đó. Cảm ơn Giang Vy và cảm ơn Như Quỳnh rất nhiều. Vậy là chúng ta đã có câu trả lời. Dù là ở lứa tuổi nào thì người cô gái cũng bắt gặp hình ảnh của mình trong rất nhiều những câu hỏi nghi vấn và những hạnh phúc mình khao khát để đến với tương lai trong một con thuyền rất là trong trên, và chúng ta đều mong hướng tới hạnh phúc. Có lẽ chính vì lý do rất là tiệm cận và phổ quát đó mà từ năm 2007 đến nay á, thì ca khúc luôn luôn là một trong những khúc được yêu thích nhất của chị em phụ nữ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ thưởng thức lại ca khúc này từ Giao Lộ Thời Gian cùng với giọng ca, sự kết hợp giữa ca sĩ Giang My và ca sĩ Như Quỳnh. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn bây em chưa lớn, chịu đôi vai gánh nhọc. Thấy mẹ thương nhớ tim người sẽ duyên, lòng cầu mong em đâu bên cho yên một bóng thuyền. Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyên. Chưa hàng đôi bên, một ngày nên duyên, một bước em nên người vợ yên. Bỏ lại sau lưng bây em ngỡ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn. Thấy mẹ vui hơn mà lệ tràn sương do con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng. Bước qua dòng sông hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn yêu ai được.
hàng đôi bên. Một ngày nên duyên, một bước em nên người vợ ơi. Bỏ lại sau lưng, bây em ngỡ ngàng đứng trông theo mắt đường. Thấy mẹ vui hơn, mã lệ tràn dương dương. Dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng. Bước qua dòng sông, hỏi từng con sâu đời người con gái. Không muốn yêu, không muốn yêu, không muốn yêu ai được. Cảm ơn món quà âm nhạc đã khép lại chương trình giao lộ thời gian của ca sĩ Như Quỳnh và ca sĩ Trang My. Và chắc chắn là ngày hôm nay chúng ta đã có rất nhiều những cảm xúc cùng nhau trong hành trình mở ra một bầu trời âm nhạc với rất nhiều những tiết tấu mới, mà những ca khúc này được phối lại từ những âm thanh quen thuộc có trong hồi ức của mỗi người. Đến đây chương trình xin phép được khép lại. Xin cảm ơn ca sĩ Như Quỳnh và ca sĩ Trang My cùng nhạc sĩ Dương Cầm và Ba Nhạc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.